Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta ngợi khen Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài chúng ta đang học về thư Ephesos. Và chúng ta sẽ học bài cuối ở trong chương 6. Và hôm nay chúng ta sẽ học về cuộc chiến của chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được một ý niệm mà Chúa ngài cho chúng ta biết. Đó là có một vương quốc gọi là vương quốc của Đức Chúa Trời, hay là vương quốc thiên đàng, hay là nước trời. Thì hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây, đó là vương quốc này được mở rộng ở trên thế gian này để đẩy lùi một nước có mặt vì sự cho phép của con người đầu tiên, cặp vợ chồng đầu tiên, loài người của chúng ta ở trên đất này, mà nước này đã lan tràn ra. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Jesus Christ ngài đã đến để ngài tái giới thiệu vương quốc của Đức Chúa Trời, ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời khi ngài dựng nên loài người chúng ta. Và cảm ơn Chúa, chúng ta ở trong một cuộc chiến để chúng ta tràn tấn vào ở trong nước của sự tối tăm, giải cứu người đã bị giữ chặt ở phía sau những cánh cửa, những chỗ mà họ bị nhốt ở trong bao nhiêu thời đại, để chuyển người ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chuyển người ta qua nước sáng láng của con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, cuộc chiến này chúng ta cần phải nhận biết rằng chúng ta đang ở giữa cuộc chiến này. Bởi vì trước đây chúng ta đã từng ở phía bên kia. Chúng ta, lời của Chúa cho chúng ta một cái lẽ thật rất là quan trọng. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian còn nằm ở dưới quyền của ma quỷ. Ngày xưa chúng ta cũng thuộc về nước đó. Nhưng cảm ơn Chúa, tin lành của Chúa, qua các đầy tớ của Chúa, các con cái của Chúa đã nhận biết mình là ai và giá trị của những gì mình đã biết. Họ đã trung tín rao truyền tin lành của Chúa. Chúng ta nhận được và chúng ta đã được ngày hôm nay. Chúng ta được Chúa ngày mang chúng ta vào nước của Đức Chúa Trời. Chẳng những như vậy mà chúng ta còn được Chúa ngài cho chúng ta địa vị hết sức là lớn lao, một sự kêu gọi hết sức là kỳ diệu, và Chúa ngài đã dựng nên chúng ta mới như là một tuyệt tác, một bài thơ tuyệt vời, một vần thơ mà Chúa ngài đã sáng tác, ngài đã viết nên một tuyệt tác phẩm của Chúa để chúng ta có thể làm theo việc lành hay là mục đích mà Chúa ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta, trước buổi sáng thế ngài sắm sẵn cho chúng ta, và ngài dành cho chúng ta khi chúng ta đáp ứng lại với tình yêu của Chúa, chúng ta được chuyển vào vương quốc Đức Chúa Trời, và lập tức tất cả những phước hạnh này được bày tỏ ra cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta có thể nắm bắt được cái cuộc chiến này, kẻ thù của chúng ta là ai, và chúng ta làm sao để có thể bảo vệ chính mình, để rồi chúng ta sẽ tấn công vào trong nước của sự tối tăm, để cứu người, để chuyển người vào trong vương quốc của Chúa, trong phước hạnh của ngài. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với phần cuối của thư Ephesos chương 6, bắt đầu từ câu 10 cho đến câu số 20. Xin chúng ta cùng theo dõi. Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại. Và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Vậy, hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh để đạt mục tiêu này. Hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Cũng xin cầu nguyện cho tôi khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp mà tôi giảng dĩ công bố sự mầu nhiệm của tinh lành. Vì tinh lành ấy, tôi là sứ giả trong xiềng xích. Xin hãy cầu nguyện để tôi có thể giảng dĩ công bố tinh lành ấy như tôi phải nói. Cảm ơn Chúa. Đơn phần Kinh Thánh tuyệt vời giúp đỡ cho chúng ta thấy một cái thực tại mà lời của Chúa tại đây vén ra cho chúng ta thấy ở trong linh giới. Hiện tại đang có một cuộc chiến đang diễn ra. Chúng ta có một kẻ thù rất thật. Tên của nó là Satan. Và trong nước của nó cũng có các quỷ được nó giao cho những cái quyền cai trị cũng như là những cái địa phận, những cái chỗ để nó cai trị. Và chúng ta đối diện với một thực thể rất thật. Và chúng ta cần phải nhận biết. Và nếu chúng ta sống mỗi ngày mà chúng ta không biết mình đang ở trong cuộc chiến, thì chúng ta bị đánh bại là chuyện tự nhiên. Nhưng cảm ơn Chúa, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang ở trong cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ, cuộc chiến với vương quốc của Đức Chúa Trời và nước của sự tối tăm. Và cảm ơn Chúa, có một tướng lãnh đã đến, vị vua đã đến, và ngài đã đắc thắng, ngài đã toàn thắng.
Bây giờ Ngài đang muốn dấy lên những người con của Ngài, những người môn đồ của Ngài, những người là phần thân thể của Ngài ở trên đất này, để chúng ta sẽ thể hiện sự đắc thắng này cho khắp mọi nơi. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn làm. Cho nên xin mời anh chị em chúng ta cùng được nhắc nhở trong ngày hôm nay về thực tại của cuộc chiến này. Kẻ thù của chúng ta là ai? Làm sao để chúng ta có thể bảo vệ chính mình? Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ sự đắc thắng của Chúa xuyên qua đời sống của chúng ta? Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ chúng ta đang tham gia vào một cuộc chiến. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến 11 chúng ta vừa nghe. Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Tại đây chúng ta biết quỷ thì nó rất là quỷ quyệt. Nó có những mưu kế của nó để nó mồi nhử bằng sự cám dỗ. Và khi chúng ta đến gần và chúng ta sập bẫy, nó sẽ tóm cổ chúng ta và tống chúng ta vào ở trong cái ngục giam của nó. Nó khiến cho đời sống con người chúng ta sống hụt, sống thiếu với lại những phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Chúng ta thấy điều đó. Nên mỗi lần anh chị em ở trên đường đi, chúng ta thấy một người vô gia cư, không tắm rửa, quần áo hôi thối, ở trên lề đường, không ở trong nhà. Đừng nói rằng tại cái con người đó là lười biếng cái gì đó. Không, chị em, chúng ta nhìn thấy đó là hiện thân của công việc kế hoạch của ma quỷ. Chúa Giê-xu Ngài nói rằng nó đến chỉ để cướp, giết và hủy diệt. Nó cướp cái thiên mệnh của chúng ta, nó cướp cái tương lai của chúng ta, nó hủy diệt cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta thấy một thanh niên, họ nghiện ngập, họ trở nên tệ nạn của xã hội, đừng nói rằng tại nó hư hỏng, cha mẹ nó không biết dạy nó, cái thằng mất dạy đó. Nhưng mà hãy nhớ một điều, đó là có một bàn tay phía sau, có một cái lực, có một cái mưu kế của thế giới tối tăm, đó là nó muốn cướp, giết và hủy diệt loài người của chúng ta. Khi chúng ta thấy một hôn nhân mà bắt đầu thì yêu với nhau không thể thiếu nhau, sau một thời gian không thể chịu đựng nổi khi ngồi gần nhau, thì chúng ta đừng nói rằng tại hai ông bà này gọi là khắc khẩu, theo như giải thích của người Á Châu của chúng ta, ảnh hưởng của những cái thuyết mà chúng ta thấy rằng con người chúng ta ở trong những cái con giáp đó. Rồi nếu mà hai người mà tuổi kỵ với nhau đó thì cưới với nhau về thì khắc khẩu, nói chuyện với nhau ông nói gà bà nghe vịt, thì chúng ta thấy rằng cuối cùng ra là gia đình không có thể nào sống ở trong hạnh phúc được. Các anh chị em, đó là sự cướp đoạt của ma quỷ. Vì Đức Chúa Trời Ngài dựng nên chúng ta, Ngài ban phước cho chúng ta và Ngài đổ phước của Ngài một cách hết sức là tốt đẹp để chúng ta có thể sống một cách phước hạnh. Chứ nói rằng ở những người đàn ông, ai tìm được người vợ là tìm được nguồn phước. Cảm ơn Chúa. Ý định của Đức Chúa Trời đó, Ngài dựng nên người nữ để cho cái người đàn ông trong cuộc đời của người nữ này tìm được nàng đó. Mà tìm được đó, thì người vợ này chính là nguồn phước cho cái người đàn ông đó, cho người chồng đó. Anh chị em thấy không? Nhưng mà Satan nó đến, nó bóp méo vấn đề vì tội lỗi, vì lối sống của tội lỗi, về những cái ích kỷ, những cái tham lam ở trong đời sống của mình, của xác thịt, của tư dục của mình. Rồi sống với nhau một thời gian thì chúng ta thấy cuối cùng thì coi nhau như kẻ thù. Đến cái độ ngủ cũng phải ngủ riêng. Nhưng không dám nói ra ngoài sợ người ta cười. Cho nên ở trong nhà giống như ly thân đó. Nhưng mà không dám nói. Ở chung một mái nhà nhưng mà hai thế giới riêng biệt. Đó không phải là ý định của Đức Chúa Trời. Tôi muốn mô tả cho anh chị em cái đau khổ của trần gian này. Tất cả đều nó do tội lỗi của con người của chúng ta đi theo sự cám dỗ và kế hoạch mưu trước của ma quỷ. Ngày xưa chúng ta không thấy. Chúng ta còn ở trong cái thế giới đó, chúng ta còn nhớ mình sống mà nó còn tệ hơn là những gì mình nắng lên. Con người gỡ một đống đất sét nắng lên cái tượng xong sơn phết cho nó rồi đàng hoàng, xong xuôi rồi đem nó để trên một cái chỗ cao rồi cúi xuống thờ lại cái vật mà tay của con người của mình dựng lên. Mà quỷ tìm đủ một cách để lấy đi của chúng ta cái sự hiểu biết. Mà sáng hôm nay trong Thi Thiên kêu gọi, tôi đã mời anh chị em chúng ta cùng được nhắc nhở qua Thi Thiên số 8. Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên loài người chúng ta, Ngài dựng lên loài người chúng ta thấp hơn Đức Chúa Trời một chút thôi. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên chúng ta giống như Ngài. Ngài dựng nên chúng ta theo như ảnh tượng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Chúa cho con người chúng ta một vị trí rất là cao. Chúa lấy sự vinh hiển sang trọng làm vương miện để đội trên đầu của tạo vật này. Và Ngài cho cái quyền để cai trị mọi vật mà tay Chúa làm. Nhưng mà khi con người chúng ta mắc bẫy của Satan đó thì chúng ta lại cúi xuống, chúng ta thờ lại những vật của tay chúng ta làm. Anh chị em thấy không? Mình sống thiếu hụt với lại mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời. Chúa Ngài bảo chúng ta có quyền cai trị trên muôn loài, thì con người chúng ta sợ hãi đối với những đủ thứ. Nó đem con người chúng ta đến cái chỗ vì sợ chết, con người chúng ta thờ lại hình tượng. Vì sợ chết mà con người chúng ta bị cầm buộc. Sợ chết, chạy đi rước những lá bùa hộ mạng.
Sự thật đó là chỉ mở cửa, có quyền pháp lý ký tên của mình vào để mời một con quỷ nó đi vào để nó phá và nó hủy diệt đời sống của mình. Vì Chúa Giê-xu Ngài đã vạch mặt nó và nói nó đến chỉ để cướp giết và hủy diệt thôi. Và những người đã từng ở trong bùa ngải họ cũng cho chúng ta biết, rước một lá bùa về thì thấy nó hoạt động một hai ngày gì đó, rồi sau đó là nó đòi đủ một thứ hết, rồi nó phá đến độ phải chạy đi kiếm một ông thầy cao tay ấn hương để rước một lá bùa đắt tiền hơn. Ông này không có gì khác hơn là một người đã chiêu mộ được một con quỷ lớn hơn, cúng cho nó những thứ đắt tiền hơn. Có những trường hợp là họ cúng luôn sinh mạng của vợ con của họ. Thì cái ông thầy cao tay ấn này không có làm gì khác hơn là ông đưa một con quỷ lớn hơn để đẩy con quỷ nhỏ hơn ra. Và cứ leo cái bức thang của cái công việc của ma quỷ, cuối cùng thì cái người đó chỉ chết thôi chứ không làm gì khác hơn được. Rồi khen Chúa, chúng ta được cứu. Chúng ta được Chúa Ngài giải thoát chúng ta. Chúng ta vốn chết ở trong tội lỗi của mình. Như tôi nhắc với anh chị em là cái hình ảnh mà người ta nói nghe rất là dễ thương, là chúng ta đang bị chìm xuồng, chúng ta đang bị thuyền của chúng ta bị đắm, chúng ta đang ngồi ngóp ở trên mặt biển mà chúng ta ráng cố gắng để chúng ta giữ cho mình không có chết chìm. Rồi Đức Chúa Trời ném một cái phao cứu hộ và chúng ta nắm được cái phao đó, chúng ta được cứu. Nghe rất là hay, rất là cảm động, nhưng mà không đúng sự thật. Lời của Chúa cho chúng ta biết là không phải là chúng ta còn đang ngồi ngóp, ráng hít thở, nhưng mà chúng ta đã chết rồi. Anh em vốn chết ở trong tội lỗi của mình, có nghĩa là mình nằm ở dưới đáy biển rồi. Mình nằm ở dưới lòng sông rồi anh chị em, không còn hơi thở, chết rồi. Nhưng mà Chúa Ngài bởi quyền năng phước hạnh của Ngài, Ngài đưa tay quyền năng của Ngài, Ngài kéo chúng ta lên. Ngài làm cho chúng ta sống lại. Ngài phú hơi thở của Ngài trở lại trong chúng ta khi Ngài đổ Thánh Linh của Ngài vào trong chúng ta. Rồi Ngài nhìn chúng ta và nói rằng ta yêu thương con. Ta có một chương trình rất là tốt đẹp cho đời sống của con. Ta có một sự kêu gọi rất là lớn cho đời sống của con. Ta ban cho con tất cả những sự giàu có của thiên đàng. Con sẽ làm người thừa kế sự giàu có của ta. Cái gì của ta sẽ là của con. Rồi Chúa Ngài đem con người đó, chúng ta đó, ở trong Đức Chúa Jesus Christ, đem chúng ta lên và cho chúng ta ngồi với Đấng Christ ở trên ngôi cai trị của Ngài. Cảm ơn Chúa. Để chi? Không phải để chúng ta ngồi chơi, nhưng mà để chúng ta thực thi thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy thác cho chúng ta, để chúng ta cứu người. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa bảo hãy đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Chúng ta phải hiểu khi chúng ta dâng cuộc đời của mình cho Đấng Christ và chúng ta đứng về phía của vương quốc của Đức Chúa Trời, thì lập tức chúng ta đang bước vào một cuộc chiến. Nước của tối tăm của Satan đang bị đe dọa bởi hội thánh vinh hiển của Chúa mà chúng ta đã học ở trong Ephesians chương 3 câu số 10 đó. Chúng ta được mời vào để chúng ta làm công dân của nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên hội thánh vinh hiển của Chúa. Thì Satan cảm thấy bị đe dọa bởi hội thánh này, cho nên hắn cố gắng bằng mọi âm mưu để phá hủy lời chứng của tín đồ và làm tan rã hội thánh của Chúa. Chúng ta phải bảo vệ chính mình bởi vì chúng ta có một cái lời chứng rất là quan trọng. Đừng để cho tội lỗi cũ nó trở lại. Đừng để cho bệnh tật cũ nó trở lại với chúng ta. Chúng ta có thể mắc mưu ma quỷ và chúng ta lại mở cửa thì nó có thể trở vào ở trong đời sống của chúng ta và làm mất đi cái lời làm chứng của chúng ta. Và ma quỷ cũng tìm đủ một cách mà muốn làm tan rã hội thánh của Chúa, vì hội thánh đang là mối đe dọa cho nước của nó. Nên chúng ta cần nhớ cái thực tại này. Ở trong cuộc chiến của chúng ta với Satan, chúng ta không được khuyên bảo để chúng ta cố gắng giành chiến thắng, mà đúng hơn là đứng vững ở trong sự chiến thắng đã giành được cho chúng ta tại thập tự giá qua Đức Chúa Giêsu rồi. Chúng ta không đánh trận để giành chiến thắng, nhưng mà chúng ta đánh từ địa vị đắc thắng của chúng ta. Ngài khen Chúa. Chúng ta đánh là phải thắng, bởi vì chúng ta đã được Chúa Ngài cho chúng ta đắc thắng bội phần ở trong Chúa rồi. Vì lý do này, trước khi chúng ta được khuyến khích đứng lên chống lại kẻ thù ở trong chương 6, chúng ta được khải thị về vị trí của mình ở trong Đấng Christ ở trong các chương 1, chương 2 và chương 3. Đức Chúa Trời Ngài soi sáng bởi Thánh Linh của Chúa cho Phaolô một cái sự sắp đặt rất là tốt đẹp trong thư Ephesô này. Như tôi đã chia sẻ với anh chị em, chương 1 chúng ta học về tài sản hay là những gì chúng ta có ở trong Đấng Christ. Chương 2 chúng ta thấy rằng cái địa vị thẩm quyền của chúng ta ở trong Đấng Christ. Chương 3 chúng ta thấy sự giàu có phước hạnh mà chúng ta có ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Sau 3 cái chương để xây dựng một nền tảng vững chắc rằng chúng ta chẳng những được thắng, chúng ta được sống, được thắng, và Chúa Ngài đang cho chúng ta cùng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Thì chương 4, chương 5, chương 6 cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải sống xứng đáng với địa vị này, và chúng ta hãy làm những công việc xứng đáng với địa vị này, và chúng ta hãy kết quả xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta. Ngợi khen Chúa. 3 chương đầu cho chúng ta thấy địa vị chúng ta rất cao, rất mạnh mẽ, rất quyền năng, rất phong phú ở trong Đấng Christ. Bây giờ chương 4, chương 5, chương 6 khuyến khích đời sống chúng ta sống cho xứng đáng với.
Nếu chúng ta cùng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời trong quyền cai trị, thì chúng ta không thể nào để cho bất cứ một điều gì nó cai trị đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng không để bất cứ một điều gì nó cai trị ở trên con cái, trên gia đình của chúng ta, trên những người thân thương của chúng ta, vì chúng ta biết mình là những người có thẩm quyền Chúa ngài ban cho để chúng ta giải cứu họ, để chúng ta giúp đỡ cho họ. Ephesians chương 1 câu 20 đến 21 cho chúng ta thấy phước hạnh mà chúng ta được đặt vào đó. Đó là quyền năng ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải của ngài ở trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, mọi danh hiệu, không chỉ ở trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Đức Chúa Jesus Christ, khi ngài sống lại trong sự phục sinh của ngài đó, ngài đã ngồi bên hữu của Chúa Cha với một vị trí thẩm quyền lớn lao như vậy, cao hơn tất cả các ngôi quyền, cao hơn tất cả những danh ở trên đời này cũng như là mọi thế lực. Ephesians chương 2 câu 6, và trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta, anh em có thấy chúng ta không? Ở trong Chúa, trong sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta được ở trong cái chúng ta này. Chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với ngài ở trong các nơi trên trời. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta đang ngồi với ngài. Cảm ơn Chúa. Ví dụ như tôi lấy cái tờ giấy này, tôi kẹp ở trong cuốn kinh thánh của tôi. Và khi tôi nâng cái cuốn kinh thánh này lên bao cao, thì cái tờ giấy mà tôi đang để nó cùng lên cao với mình. Anh chị em, khi chúng ta ở trong Đấng Christ, Chúa Cha cất nhắc ngài lên cao như thế nào, chúng ta lên độ cao đó với Chúa thể. Ở ngoài Chúa, chúng ta ở dưới đáy biển, chúng ta chết ở trong biển của tội lỗi. Nhưng mà trong Đấng Christ, bây giờ chúng ta được Chúa ngài đưa chúng ta lên vị trí của thẩm quyền của cai trị. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Đáng lý chỗ này chúng ta phải vui mừng lắm. Bởi vì chúng ta không phải tu luyện hay làm bất cứ một điều gì, mà chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ tiếp nhận ơn cứu rỗi của ngài, lập tức Chúa đưa chúng ta lên cái vị trí này. Đó là lý do mà một thầy bùa lỗ ban, ông trong những ngày bị bùa nó giật mình á, tức là các quỷ nó đến, nó bóp cổ ông, nó làm đủ một thứ, ông rất là đau khổ. Thì một ngày kia ông đi ngang nhà thờ, ông nhìn thấy cảnh của những cơ đốc nhân ngồi cầu nguyện. Ông đã từng quen với thế giới của tối tăm, ông ngạc nhiên. Nó, những người tin lành này không biết cái đặc quyền của họ. Tôi phải bán mạng, tôi phải bán linh hồn của tôi cho ma quỷ mà được lên chỉ tới tầng trời thứ hai, nơi chốn không trung của các thần dữ, các miệng trên trời. Nhưng mà những con người này, chỉ trong danh Đức Chúa Jesus Christ, lập tức họ lên tận thiên đàng, đứng trước ngôi của Đức Chúa Trời chí cao trong lời cầu nguyện. Ước gì những người này họ biết được địa vị của họ. Ô, khi tôi đọc được điều đó, dĩ nhiên là nó không có trong kinh thánh, nhưng mà nó xứng hiệp với những điều kinh thánh đã bày tỏ ra chúng ta. Anh chị em có biết bởi danh Đức Chúa Jesus, anh chị em lập tức bởi lời cầu nguyện mình đi thẳng lên thiên đàng, đứng trước mặt Đức Chúa Trời không? Chẳng những như vậy mà Chúa ngài mời chúng ta hãy đến gần ngôi ân phước để nhận được ơn trong thời giờ cần dùng của các con. Chúa cho chúng ta một địa vị, một đặc ân hết sức là tuyệt vời. Chúa cho chúng ta danh của Đức Chúa Jesus để chúng ta cầu nguyện. Chúa cho chúng ta quyền năng của ngài. Chúa cho chúng ta được thẩm quyền của Chúa ngài ban cho, không thiếu một cái gì hết. Thì đời sống của chúng ta phải sống một cách đắc thắng là như vậy đó anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đừng nằm miệng nữa, hãy cầu nguyện. Hiểu được cái đặc ân rất là lớn mà các tôn giáo khác, những người trong thế giới của bùa ngải, họ nhìn chúng ta mà họ ganh tị đó anh chị em. Chúa ngài không bảo chúng ta bán linh hồn của mình cho ma quỷ. Ngài chỉ yêu cầu chúng ta một điều, đó là đem đến có một sự trao đổi thiên thượng. Con đem những cái thứ thất bại của con, tội lỗi của con, những xấu xa của con đem đến, ta sẽ trả lại cho con, ta sẽ ban lại cho con tất cả những phong phú phước hạnh, quyền năng phước hạnh của ta ở trong ơn của ta. Cảm ơn Chúa. Điều này cho chúng ta thấy mang hết anh chị em, bao nhiêu cứ mang hết đem giao cho Chúa, đừng có dành để lại. Cái tội bé bé xinh xinh này để dành không sao đâu, lỗ mọt nhỏ nó làm đắm thuyền. Không có cái tội nào gọi là tội bé bé xinh xinh hết. Tội nào cũng là tội trước mặt Chúa. Giao hết cho Chúa, ăn năn tất cả, đầu phục Chúa để Chúa ngài cho chúng ta được đặc ân này. Mỗi lần chúng ta mở miệng lời cầu nguyện, chúng ta đi thẳng đến trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần phải biết rõ kẻ thù của chúng ta. Ephesians chương 6 câu 12, vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ cầm quyền bá chủ thế giới này và các thần dữ các nơi trên trời. Điều thứ nhất chúng ta cần biết về kẻ thù chúng ta là chúng ta đang chiến đấu không phải chống lại với thịt và máu. Kẻ thù chúng ta Satan và các quỷ, nó không phải là con người bằng xương thịt, nhưng mà nó là những ác linh. Nó là những con người không có thân thể. Nó tìm đủ một cách để nó kiếm một cái thân thể để nó ở. Đó lý do mà chúng ta thấy con người của chúng ta, nhất là người Việt Nam, chúng ta thiếu sự hiểu biết. Thì chúng ta dạy nhau và có những lời cầu nguyện mà tôi gọi là nguy hiểm vô cùng. Thì trong cơn đau khổ,
bài với nhau, chỉ cho nhau cầu nguyện như thế này. Cầu như thế này thì là chết thôi, chúng ta nào sống được. Ai khuất mài khuất mặt đang ở quanh đây, xin đến và phù hộ tôi. Khuất mài khuất mặt tức là quỷ mà không có thân thể đó nha. Mà chúng mời nó đến để nó đang đi tìm. Chúa Giêsu bảo cho chúng ta thấy cái hình ảnh một con quỷ bị đuổi ra khỏi một căn nhà, rồi nó đi đến cái nơi khô hạn. Mà quỷ đó, thì trong cái thế giới của quỷ, nó không có tình yêu thương và công bình cũng như là bình an đó anh chị em. Con quỷ ở bên địa phận này đi qua bên địa phận kia là nó giật cho tơi bời. Cho nên những con quỷ bên kia thấy con quỷ này đi đến cái chỗ khô hạn tìm kiếm, không thấy có chỗ ở. Rồi nó gặp thêm 7 con khác cũng không có chỗ ở, vô gia cư đó. Nó trở về, nó coi lại cái căn nhà cũ của nó. Nó thấy cái nhà này được dọn dẹp sạch sẽ nè. Nó lại khám phá được một điều, nhưng mà nhà này nó đã từng bị đuổi ra đó, nhưng mà không có chủ mới. Nó chạy đi, nó kêu 7 con kia: bây ơi, đến ở nhà cũ của tao. Thì tình trạng sau chúng ta thấy tệ hơn tình trạng trước. Bây giờ có thêm 7 con nữa, tổng cộng là 8 con. Trong sự dạy dỗ đó của Chúa cho chúng ta nhiều cái điều rất là quan trọng. Chúa mở ra cho chúng ta thấy trong linh giới đó, trong thế giới của tối tăm, lọt qua cái vùng đất của đứa khác cai trị là nó giật cho tơi bời. Cho nên quỷ nó rất là sợ. Quỷ quân đội, anh chị em còn nhớ, nó xin Đức Chúa Giêsu là đừng đuổi nó ra khỏi cái vùng đó, mà xin cho nó nhập vào trong bầy heo. Tại vì nó cần một cái thân thể, nó cần có một chỗ để ở. Rất là quan trọng để chúng ta hiểu được điều này, để chúng ta biết kẻ thù của chúng ta nó là một cái kẻ thù vô hình nhưng mà có rất là thật. Không phải chúng ta đánh trận với thịt và máu. Satan tìm cách để lừa dối Cơ Đốc nhân để chúng ta đánh nhau, để nó ngồi nó hưởng lợi. Cho anh chị em yêu dấu của tôi, tôi xin kêu gọi và nài nỉ anh chị em, đừng đánh nhau nữa. Có đánh mà chúng ta đánh ma quỷ chứ đừng đánh nhau. Kẻ thù của chúng ta không phải là vợ của mình, không phải là chồng của mình, không phải là anh em ở trong hội thánh, mà chính là ma quỷ. Cho nên hiệp lực với nhau, chúng ta đánh nó để chúng ta giải cứu người. Lần tới nhìn thấy bà vợ của mình thì không phải là quỷ đâu anh chị em, mà là thịt và máu đó, đó là người thân của mình, đó là người đầu ấp tay gối với mình. Có bất hòa giải quyết, đánh cho đúng chứ đừng có đánh lộn. Việt Nam chúng ta hay có dùng cái chữ đánh lộn, tức là đánh lộn vấn đề. Cãi cũng có cái từ cãi lộn. Và tôi khi mà can ngăn giúp đỡ tư vấn cho những cặp vợ chồng, tôi thấy rằng toàn là đánh lộn với cãi lộn à. Khi cho tôi chỉ cho biết kẻ thù thật của mình là ai và cái nan đề của mình là ở chỗ nào, mình tấn công vào trong nan đề, trong cái sự việc chứ không tấn công lẫn nhau. Rồi trong nhiều ảnh mà tôi chia sẻ đến chị em thấy đây, hai vợ chồng ngồi xuống giận nhau, cãi nhau, cuối cùng không có thể nói chuyện với nhau được, định là sẽ không sống với nhau nữa. Có người giới thiệu và nói rằng ông Sư Khánh, ông có thể giúp đỡ để gỡ rối cái này đó. Cảm ơn Chúa, Chúa cho thêm có cái ơn gỡ rối tơ lòng nữa. Ngồi xuống, tôi chỉ cho nó rằng bây giờ tập trung vào đánh cho đúng vấn đề nha. Lấy thí dụ, ông chồng đi làm về, bước vào trong nhà, ở trong sở làm có chuyện rồi về bực mình rồi kiếm chuyện. Nhìn xong nói, sao nhà lúc này nó dơ quá. Bộ cha mẹ của bà và gia đình của bà sống như vậy đó hả? Sống như là cái chuồng heo vậy đó hả? Ồ, chừng đó thôi anh chị em, trái nhà. Cái đó là cãi lộn đó. Bà mới nói, ừ, cha mẹ của tôi vậy đó. Rồi nó mắc mớ, giờ ông cưới tôi về, giờ ông chửi tôi cha mẹ của tôi. Đào mồ ông mã cha lên, chỉ có cái vấn đề, chỉ có cái nhà dơ thôi. Đánh đúng chứ không phải đánh lộn ở chỗ này nè. Em à, nhà của mình sao lúc này nó bề bộn quá. Anh có thể làm cái gì để giúp em dọn dẹp nhà được không? Chúng ta đánh đúng vấn đề. Bà vợ bên, ô, ông chồng tôi hôm nay ông ăn nhầm cái giống gì. Ở lại tạo thêm đánh lộn nữa. Nhưng mà không, ô, em cảm ơn Chúa vì Chúa cho anh hôm nay có cái ý muốn giúp em để dọn dẹp cho nhà của mình sạch sẽ, để mình không có thấy xấu hổ mỗi lần hội thánh mà muốn đến thăm nhà của mình mà nó thôi. Nói chung tôi nhà nó bề bộn lắm, muốn lắm nhưng mà bị nhà của mình nó dơ không dám mời. Bây giờ mình sống một cách tự do, bây giờ có sự giúp đỡ nha. Thì chúng ta tấn công vào trong vấn đề là chúng ta đánh đúng. Còn tấn công lẫn nhau mà thêm lôi cha mẹ ông bà vô cái dòng họ này là như vậy như vậy như vậy, thì chúng ta thấy rằng khi mà mời tôi đến tôi gỡ không ra nữa. So messy, nó quá tệ rồi. Đến đó tôi không có lao chùi gì được nữa hết, mà chắc là bởi vì nó quá tệ. Chúng ta tấn công mà đúng vào vấn đề. Trở lại anh chị em, chúng ta cần nhận biết rằng đây là những người thân thương của mình. Vợ chồng, cái thời mà chúng ta yêu nhau đó, anh chị em còn nhớ không? Hai người yêu nhau đến độ cha mẹ mà có cấm cũng bỏ nhà đi theo. Vậy mà sao bây giờ lại không ở chung một nhà được? Cái gì sai trật? Bởi vì chúng ta cho phép ma quỷ nó đến, nó cướp giết và hủy diệt trong hôn nhân của mình. Phải không? Bắt đầu là một cái tình yêu lớn lao đến cái độ cha mẹ có cấm. Chúng ta cũng đã nghe nhiều người bỏ nhà theo cha, bỏ nhà cha mẹ đi theo.
Rồi sao bây giờ lại, tôi không biết cái lúc đó cái đầu tôi để ở đâu mà tôi ưng ông. Ông nói đây nè, cái đầu em ở trên vai của anh lúc đó nè. Bây giờ không có thể ở gần với nhau được, tại vì mưu trước của ma quỷ, nó không muốn một gia đình hạnh phúc để sinh ra những đứa con sống trong một môi trường hạnh phúc đó. Tại vì công việc của nó, phương châm của nó luôn luôn anh chị em là cướp giết và hủy diệt. Rồi anh em trong hội thánh, chúng ta cũng không phải là đánh nhau, nhưng mà chúng ta cùng nhau đánh ma quỷ. Cho nên nó tìm đủ một cách để nó gây sự chia rẽ, phá vỡ cái sự hiệp nhất. Đây chính là điều làm nên hiệu quả của hội thánh của Chúa. Đối diện nhà của ba mẹ của tôi có một ông. Ông có những cái chuồng gà và có những trận đá gà hết sức là ly kỳ thôi đó. Mà này không phải là chuyện đá gà thường anh chị em. Họ làm những cái cửa bằng kim loại, ráp vào trong cái cửa của con gà, quấn băng keo lại. Nó đá mà khi mà cái cửa của nó đâm là chúng ta có thể thấy là đâm xuyên qua cổ một cái, lăn ra chết ngay tại chỗ. Cửa, họ chắp thêm cửa. Có nhiều khi cái cửa đó không phải chỉ là một cái ống nhọn mà thôi, mà còn chắp lưỡi dao vào trong đó nữa. Nó có những cái cú đá của nó là con gà kia mà đã trúng cái cách của nó là đứt ngang cổ, là ngoẻo đầu ra chết tại chỗ liền. Nhưng mà có một điều rất là lạ ở tại đây, đó là người ta nói rằng hai con gà, dù người ta có vô nước nó, có thể tắm nghệ cho nó, làm đủ một thứ nó khỏe mạnh cho nó an toàn, là thức ăn bổ và tập dượt đó, nhưng mà thả vô mà hai con nó nhìn nhau, nó thấy rằng đây là cùng một mẹ, thì nó sẽ không bao giờ đá nhau. Gà cùng một mẹ bao giờ đá nhau. Dân thả vô, mọi người đang chuẩn bị bỏ tiền vô cá, hai con nó nhìn, ban đầu nó cũng phùng lông của nó nhìn, ớ, em của mình mà. Nó không đá. Và con người chúng ta trong sự gian ác, họ có thể làm cái này anh chị em. Cũng hai con gà đó, đem ra. Bên kia vô nước, bên này vô nước. Lấy một ít lọ nghè ở trên đáy nồi đó, két, két. Thả vô trở lại nó đá cho đến chết. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Anh chẳng biết kẻ thù của chúng ta, kẻ cướp giết và hủy diệt đó, nó bôi mặt mà nhiều cơ đốc nhân đá với nhau, đánh nhau cho đến chết. Vợ chồng đầu ấp tay gối vậy mà cãi với nhau và đánh nhau cho đến cái độ gọi là không còn có thể nhìn thấy mặt mũi nữa. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được và biết được chiến thuật của ma quỷ. Amen. Để chúng ta sẽ không để cho nó bôi mặt chúng ta. Mà Satan nó bôi mặt hay lắm. Nó chỉ nghe đầu này đầu kia, nó đem lại nó ráp chỗ này, nó ráp chỗ kia. Rồi xong rồi cái nhìn nhau không còn thấy nữa là anh em cùng một cha, cha thiên thượng, những người cùng được mua bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, nhìn nhau thấy là kẻ đại thù của mình. Có những người là con cái của Chúa còn dám tuyên bố cái thù này rất là, nó dẫn đến cái độ gọi là không đội trời chung. Ngày mai mốt lên thiên đàng ở đâu? Và chắc hai người như vậy chắc là cũng không có lên được thiên đàng. Đã quyết định mà không đội trời chung với lại anh em của mình trong hội thánh thì Chúa ngài sẽ cho được thỏa nguyện với ước mơ của mình. Họ được lên thiên đàng, của mình đi chỗ khác. Hiệp nhất là điều hết sức là quan trọng mà hội thánh của Chúa cần có. Lần tới anh chị em, khi chúng ta có những cái gì khác biệt, nói cho ra lẽ, cãi cho đúng, đánh đúng, chứ không có đánh lộn cãi lộn, nhưng mà đánh đúng vấn đề để chúng ta giải quyết. Đã đến lúc cơ đốc nhân chúng ta ngừng đánh nhau và nhận ra kẻ thù đằng sau của những cuộc xung đột đó, để chúng ta có thể cùng nhau hiệp lực để chúng ta chống lại nó. Chúng ta không nên mù tối với những âm mưu của Satan. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 2 câu 10 đến câu 11. Nhưng anh em tha thứ cho ai thì tôi cũng tha thứ. Còn nếu tôi tha thứ điều gì thì cũng vì anh em mà tha thứ ở trước mặt Đấng Christ. Để Satan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta là không lạ gì với các mưu đồ của nó. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta cần biết các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế gian mờ tối này và các thần dữ trên trời. Satan có một vương quốc của quỷ. Những con quỷ này đang làm việc ở dưới sự chỉ đạo của Satan để thực hiện những ảnh hưởng hủy diệt của nó ở trên trái đất này. Và Satan dường như đã trao cho các cấp độ thẩm quyền khác nhau cho đội quân của quỷ thuộc về hắn. Và chúng có những trách nhiệm khác nhau và thậm chí kiểm soát các khu vực khác nhau ở trên thế giới này. Có những cái linh gọi là linh địa phận. Chúng ta còn nhớ trong Daniel chương 10. Khi thiên sứ Gabriel có thể đến được với Daniel, thì lời của thiên sứ nói với Daniel, ông là người được Chúa yêu. Ngay từ ngày đầu ông rất lầm tìm kiếm Chúa, thì Chúa ngài đã sai Gabriel đi đến để đem sự đáp lời rồi. Bởi vì ông quan sát lời tiên tri của Jeremy, biết rằng dân sự của Chúa sẽ bị lưu đày ra nước ngoài 70 năm.
Ông thấy rằng 70 năm đã sắp đến, ông cầu nguyện xin Chúa chỉ cho biết tương lai của dân sự của ông. Ông hạ mình tìm kiếm kiêng ăn cầu nguyện. 21 ngày sau, Gabriel đến mà nói rằng, ngay từ ngày đầu, ta đã được sai đến với ngươi. Nhưng có vua của Ba Tư, trong tiếng Anh dùng cái chữ là Prince of Persia, vua hay là hoàng tử của Ba Tư. Thì chúng ta biết rằng thiên sứ với là con người thì đấy không phải là cuộc chiến có thịt và máu và cái mà không có thịt và máu. Và chúng ta biết một điều đó là có cái linh đó. Linh đã được Satan cắt gửi đến để cai trị trên cả nước Ba Tư. Gabriel đánh với lại vua của Ba Tư này mà không thắng được. 20 ngày sau, 21 ngày sau, phải kêu sự tiếp viện của quan võ, của thiên sứ chiến trận Michael. Ông đến và ông chiến đấu với lại cái linh đó. Gabriel tự do đến để đem sự đáp lời của Chúa đến cho Daniel. Có những linh chủ quyền, có những linh mà ma quỷ nó cho cắt đặt ở trên những vùng của thế giới, ở trong một cái cộng đồng, ở trên một cái xứ sở, trên một đất nước. Cho nên chúng ta cần biết một cách chính xác để chúng ta có thể đắc thắng luôn luôn ở trong ơn của Chúa. Khi chúng ta biết mình đã đang chiến trận, mình biết kẻ thù thật của chúng ta, bây giờ chúng ta đi qua phần rất là phân tích mà Chúa ngài bảo chúng ta tới đây là hãy mặc binh giáp vào. Thứ nhất là để bảo vệ, và thứ hai để chúng ta sẵn sàng để chúng ta đánh trận. Ephesians chương 6 câu 13 đến 17: vì vậy hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của tin lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là đời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa bảo chúng ta tại đây hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, mọi mảnh áo giáp thiêng liêng này của chúng ta được so sánh ví như những mảnh áo binh giáp của một người lính La Mã, mặc để được bảo vệ trong lúc họ ra chiến trận. Chúng ta thấy quân đội La Mã, họ đội cái mão hay là cái mũ, trên đó có cái bùm màu đỏ đó anh chị em. Rồi cái áo của họ là cái giáp, áo giáp của họ đã bằng đồng hoặc là bằng da, mà họ làm cho rất là chắc. Rồi chúng ta thấy tay của họ thì cầm thuẫn, một tay cầm gươm. Chân của họ thì mang giày sandal, sẵn sàng để đi ra chiến trận. Đây là những bộ phận của cái binh giáp mà Chúa ngài dành sẵn cho người tín đồ của chúng ta. Là cái lúc dân chúng ta tham gia vào trận chiến rất là quan trọng. Nếu người lính La Mã phải mặc áo giáp của mình như vậy trước khi ra chiến trận, mà chiến trận là chỉ với những con người bằng xương bằng thịt trước mặt mình. Huống chi chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta ở trong một trận chiến quan trọng hơn nhiều. Chúng ta hãy chắc chắn rằng mỗi ngày, mọi phần trong cuộc sống của chúng ta đều được bảo vệ bằng binh giáp thuộc linh của Đức Chúa Trời. Học điều này xong, tôi khuyến khích anh chị em là mỗi ngày áp dụng, mặc vào, để vì chúng ta đang ở trong chiến trận. Chúng ta đang ở trong chiến thuyền chứ chúng ta không ở trong du thuyền. Đúng, có những lúc chúng ta đi du thuyền, nhưng mà cuộc chiến này chúng ta đang ở trong chiến thuyền anh chị em. Con cái của chúng ta, thế hệ tương lai của chúng ta đang bị Satan tấn công một cách khốc liệt. Nó có cái chương trình muốn giết cái thế hệ này. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời ngài đang làm và ngài đang kêu gọi chúng ta giữ phần vào, để chúng ta sẽ thấy cái thế hệ mà thế giới, những người xã hội học đã đặt cho nó tên là Gen Z. Cái Generation Z, Z là chữ Z giống như Zoo ở trong tiếng Anh đó. Cái thế hệ này mặc nhiên họ công nhận đây là thế hệ cuối. Xã hội học họ không biết, nhưng mà vì đặt tên, họ lại đặt tên đây là thế hệ, có thể lắm là thế hệ cuối cùng để đón tiếp Đức Chúa Jesus Christ khi ngài tái lâm. Gen Z đang bị tấn công nhiều mặt. Mới có 6-7 tuổi thì người ta đã tấn công vào và nói rằng con được quyền tự do để lựa chọn mình là con trai hay là con gái. Đừng để Đức Chúa Trời với lại những người lớn ở trong đời sống nói con là trai hay là gái, mà con phải tự quyết định cho mình. Cái đầu của đứa nhỏ mới 7-8 tuổi làm sao biết được để phân biệt. Mà là những người thầy, những người cô, cả một hệ thống giáo dục, người ta làm công việc này. Rồi chúng được dạy đó là không có Đức Chúa Trời nào dựng nó. Con từ một đơn tế bào, rồi con tiến hóa đến một lúc con là vượn người, rồi rụng đuôi, rồi đứng thẳng lưng, rồi bây giờ là người. Hoàn toàn thấy nguy hiểm ở chỗ này. Nếu không phải Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật, mọi người xung quanh mình là những người được Đức Chúa Trời ngài dựng nên, thì nó có khác gì hơn là một cái ngọn cỏ, một cái nhánh cây. Ngày hôm nay những người đó đã dài, đã nhồi nhét trong đầu của những đứa nhỏ về cái thuyết tiến hóa này. Rồi giờ đang la làng nó, tại sao nó giết người mà nó không biết sợ, không thấy gớm.
Giống như mình đẩy một cái máy cắt cỏ, mình cắt không biết bao nhiêu cái cọng cỏ, tại vì nó cũng là đơn tế bào. Nếu mà con người cũng giống như vậy, chỉ từ đơn tế bào tiến hóa riết mà nó thành như ngày hôm nay, thì có cái gì khác biệt? Khác biệt ở chỗ khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài giống như Ngài, cho nên cái giá trị của sự sống thì nó lớn vô cùng. Đó là sự khác biệt. Anh chị em thấy không? Thế giới nó đang tấn công, cho nên chị em đừng đánh nhau nữa, nhưng mà tập trung vào để đánh ma quỷ và giải cứu con cháu của chúng ta. Chúng ta đừng hao hơi tổn sức để cãi với nhau, để nói chuyện tầm phào nữa, mà hãy tập trung vào để chúng ta cầu nguyện bảo vệ gìn giữ con cái chúng ta ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Mũi của sự cứu rỗi. Kinh Thánh có thứ tự khác, nhưng mà để cho dễ nhớ, tôi mời anh chị em chúng ta nhìn từ đầu xuống chân, bắt đầu bằng mũi của sự cứu rỗi. Mũi bảo vệ cái đầu của chúng ta. Ở trong cuộc tấn công chính của Satan, nó là nó muốn tấn công ở trong tâm trí của chúng ta. Cái gì cầm giữ được tâm trí chúng ta, cầm giữ được cả con người của chúng ta. Và nó cầm giữ luôn cả những hành động của chúng ta, bởi vì chúng ta ở trong đầu của chúng ta nghĩ như thế nào, chúng ta trở nên con người đó. Cho nên nó sẽ cố gắng gieo vào tâm trí của chúng ta những ý tưởng trái ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy chuyện rất là đơn giản. Bao nhiêu đời nay, từ lúc Đức Chúa Trời tạo thiên lập địa cho đến bây giờ, nhìn cái thân thể của con đi, con biết con là con trai hay con gái. Nhưng mà ma quỷ nó nhồi vào trong tư tưởng, con nhìn như vậy chứ con không thấy thật đâu. Cho nên có những đứa trẻ, nó lại mắng Đức Chúa Trời, nó rằng tại sao Ngài ác như vậy, Ngài nhốt tôi là một đứa con gái ở trong thân thể của một thằng con trai này. Không, không. Ngài dựng nên con là con trai. Anh chị em hiểu, đó là chiêu mưu trước của ma quỷ. Nó tạo nên những nạn nhân, và những nạn nhân này lại rủa xả Đức Chúa Trời của mình. Trong khi đó thì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài, trong phước hạnh và trong ơn của Ngài. Nhưng khi chúng ta làm cho tâm trí chúng ta ngập tràn sự hiểu biết và niềm tin của chúng ta về sự cứu rỗi chúng ta có trong Chúa, như Ê-phê-sô chương 1 cho đến chương 3, thì Satan nó không nhồi nhét bất cứ điều gì vào được. Thì tâm trí chúng ta hiện tại đang có tâm trí của Đấng Christ. Chúng ta biết mình là ai, chúng ta được dựng nên như thế nào. Chúng ta là một tuyệt tác phẩm của Đức Chúa Trời, một vần thơ mà Đức Chúa Trời Ngài sáng tác lên. Ngài, chúng ta là một tạo vật đẹp đẽ vô cùng trong ánh mắt của Chúa. Chúng ta sẽ đón nhận chính mình như cách Chúa Ngài đã dựng nên chúng ta và tái dựng chúng ta. Thì Satan nó có làm cái gì đi nữa, chúng ta cũng thấy rằng như nước đổ đầu vịt nó sẽ tuột hết, bởi vì chúng ta có cái mão của sự cứu rỗi trên đầu của chúng ta. Và đến có hù chúng ta, nó nói rằng mày chết chứ mày đừng có hòng mà mày làm được chuyện này chuyện kia. Nhưng mỗi lần chúng ta đuổi quỷ thường là nó có sự thách thức. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tôi trả lời, ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời, là người giảng tin lành của Chúa, là đại sứ của nước trời, trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta cột trói ngươi và đuổi ngươi ra khỏi người này. Còn không biết là chúng ta thấy sợ. Nó hỏi mình không có câu trả lời. Đừng biết mình là ai thì chúng ta sẽ thất bại. Tâm trí của chúng ta cần phải được bao trùm bằng tin lành của sự cứu rỗi của Chúa. Anh chị em yêu dấu, nếu chúng ta học rồi nghe lóng thoáng, tôi khuyến khích anh chị em để bảo vệ chúng ta trong những ngày sắp đến, trở về và đọc lại Ê-phê-sô chương 1, chương 2, chương 3. Đem những điều đó và xin Đức Thánh Linh Ngài chạm trổ trong tấm lòng của chúng ta, để mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta công bố: tôi là người được cứu, tôi được mua chuộc bằng huyết của Đức Chúa Jesus. Hôm nay tôi được sống lại trong Đấng Christ, và tôi đang ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Mão trụ của sự cứu rỗi. Áo giáp công chính, tức là tấm giáp che ngực của một người lính La Mã, bao phủ trái tim và những bộ phận quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên cái áo giáp của người lính La Mã, chúng ta thấy rằng có những lúc người ta làm bằng đồng hay là bằng kim loại. Có những giai đoạn họ làm bằng da mà họ thuộc, và làm cho nó rất là chắc chắn, nó bảo vệ. Phía trước của chúng ta, tại đây trước ngực của chúng ta, tên bắn hay là dao đâm, gươm đâm, thì chúng ta thấy rằng chỉ ở trong đường tơ kẻ tóc nó có thể đâm trúng tim là thiệt mạng. Chúa bảo chúng ta phải mặc áo giáp của sự công chính. Khi chúng ta vấp ngã trên đường đi, Satan kẻ kiện cáo sẽ cố gắng đè nặng và trì kéo chúng ta bằng sự kết án của nó. Tấm lòng của chúng ta phải được bao phủ bởi sự đảm bảo về sự công chính của chúng ta ở trong Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Có nhiều người vì thiếu sự hiểu biết, Satan nó đến, nó moi móc tội của chúng ta trong quá khứ. Rồi nó điểm nguyệt một cái, mình ngồi xuống. Mới nghe một sư khánh giảng ra về: con sẽ làm nên sự khác biệt trên thành phố cộng đồng của con. Lên xe, hai vợ chồng nói câu qua câu lại, cãi với nhau một trận. Satan nói: mày coi đó, mày vậy đi, mày đi ra giảng tin lành của Chúa gì? Vợ chồng nói chuyện với nhau mà còn không nói sống nữa, đừng ra đi ra nói chuyện với người khác. Nó điểm nguyệt một cái, mình nói thôi. Mới có ý định muốn hầu vì Chúa, cái là ma quỷ tấn công quá sắc cỡ. Thôi mình nên im, nó đánh bại chúng ta. Nhưng chúng ta mặc áo giáp của sự công bình, chúng ta cảm ơn Chúa, con người cũ của tôi như vậy,
Tôi cảm ơn Chúa vì tôi đang ở trong tiến trình của sự thánh hóa của Chúa. Nhìn lại, nó chưa được trọn vẹn bởi vì cả cuộc đời. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi đã rời bến. Có bao nhiêu người biết mình đã rời bến cũ? Amen. Hồi xưa mình ăn tục nó tăng. Hồi xưa đời sống của mình như vậy. Nào là nóng tánh như Trương Phi. Nào là cái gì đó. Chúng ta đừng nghe như vậy. Đừng ở đó nữa. Cảm ơn Chúa trong nước chưa sức chúng ta thật sự bước vào trong sự cứu rỗi. Chúng ta đã rời bến. Goodbye. Amen anh em. Đừng có quay về bến cũ nữa. Bạn bè cũ nó có thể nó rủ rê. Hay là bồ cũ không rủ nó cũng đến đó. Goodbye. Con người cũ đã chết với Đấng Christ rồi. Bây giờ là con người mới. Cảm ơn Chúa. Tấm lòng của chúng ta phải được bao phủ và được đảm bảo bởi sự công bình của chúng ta trong Đấng Christ. Satan nó có môi móc lên. Thì chúng ta đừng để cho nó gây khổ chúng ta. Liền nhận biết. Cảm Chúa đó là người cũ, con đó là tội lỗi cũ. Nó đã được rửa trong huyết của Đức Chúa Jesus. Nhiều năm về trước tôi đọc một cái mẫu chuyện mà nó nằm luôn trong tâm trí tôi. Tôi xin vẽ lại để anh chị em có thể thấy được và trong tâm trí của mình. Đó là Martin Luther. Là người mà Chúa đã dùng để cải chánh giáo hội đó. Ông ngày kia đang ngồi ở trên bàn làm việc của mình. Tình lình ông có một ý tưởng. Không biết tội lỗi của mình mà mình ghi chép xuống có nó nhiều cỡ nào. Rồi ông dài dồ cầm cái viết mình lên. Viết, càng viết càng nhớ. Một lúc đầy một trang giấy. Ông ngồi ông cúi đầu xuống ông nói rằng ơ tôi tội lỗi như vậy. Và có một ý tưởng là tôi không xứng đáng để làm cái công việc mà Chúa nghe gọi tôi. Thì cải chánh giáo hội đó. Ông lại nghe một tiếng nói. Tất cả đều ở dưới huyết của Chúa Giêsu. Ông chụp một cái bình mực đỏ. Ông đổ trên trang giấy đó. Ban đầu mực nó tràn ra rồi nó trải đầy ở trên trang giấy đó. Che hết tất cả những cái tội mà ông viết xuống. Ông đứng lên ông tạ ơn Chúa vì ông được cứu bởi ân điển của Chúa. Hallelujah. Chị em giấu tôi khi ma quỷ nó nhắc chúng ta về tội lỗi của chúng ta. Hãy trả lời nó. Đã ở dưới huyết của Đức Chúa Giêsu rồi. Đã được rửa trong huyết của Đức Chúa Giêsu rồi. Ngươi mà còn nhắc ta nữa về quá khứ của ta, ta sẽ nhắc cho ngươi biết cái tương lai của ngươi. Ngươi sẽ ở quả ngục đời đời. Khi chúng ta biết mình là ai trong Chúa, chúng ta mới dám nói như vậy. Không là chúng ta cứ bị nó điểm nguyệt qua. Nhiều người muốn đứng lên hầu vì Chúa, ma quỷ nó dùng mưu trước của nó. Nó làm cho chúng ta mất sức. Bởi vì chúng ta không biết mặc áo giáp của sự công chính. Thắt lưng bằng lẽ thật. Thắt lưng là một người, là một cái việc mà người lính cố giữ phần còn lại của áo giáp của mình. Cái thiên địch, cái dây thắt lưng của mình nó rất là quan trọng. Sinh hoạt hoạt động của Satan thông thường là qua những cái lời dối trá, cố gắng lừa dối người tin Chúa. Sáng hôm qua, ngày hôm qua, thì cháu Philip, con của Cuộc, đi và thi đấu trong cái về cử tạ mà loại nặng đó, heavy lifting. Thì nhà tôi, Khánh Linh đi xem để khuyến khích Philip, bởi vì trước khi Thanh qua đời, có giao cho nhà tôi Philip, coi nó như là con trong nhà. Thì nhà tôi cũng như là Khánh Linh đi coi để khích lệ tinh thần của Philip. Thì về nhà tôi nói, anh này, sao Philip nó đeo cái dây nịch gì mà nó to quá. Tôi nói để nó không bể bụng chết em. Anh sẽ biết, những người cử tạ nặng đó, họ phải có cái sợi dây nịch bản to để giúp cho bắp thịt ngực nó không bị tét ra. Thì khi mà cử lên như vậy, có một cái áp suất rất là nặng ở trên những cái bắp thịt bụng của mình. Cái sự dây nịch nó quan trọng lắm anh chị em. Để chúng ta có thể mạnh mẽ và chúng ta có thể cử những vật nặng lên để chúng ta phải có dây nịch. Mà dây nịch của lẽ thật. Người sống trong lẽ thật luôn luôn đắc thắng. Người sống trong lẽ thật sẽ rất là vững vàng và mạnh mẽ. Ma quỷ nó đến, nó sẽ tìm cách nó gây cái sự khó khăn cho chúng ta. Nhưng chúng ta sống lẽ thật, chúng ta sẽ trơ trơ. Chúng ta nói rằng đó là sự thật. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta sống mang cái dây nịch của lẽ thật ở trong đời sống của chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ thấy rất là gọn gàng. Một trong những điều nữa nó liên hệ đến cái sợi dây nịch này, người lính La Mã chúng ta nhớ họ có cái khăn màu đỏ đó. Trước khi họ đánh sáp lá cà, đánh mặt đối mặt đó, họ túm cái khăn đó họ nhét vào trong cái sợi dây nịch, cho nên họ đi lại nó rất là dễ dàng, không có bị vướng mắc. Anh em, khi chúng ta sống ở trong sự thật, có dây nịch của lẽ thật làm dây nịch lưng của chúng ta, đời sống của chúng ta nó không có vướng mắc, phải không? Tối nằm xuống cái ngủ, tại sao vậy? Vì mình cố gắng ngồi đó để nhớ hôm nay mình đã gặp nhiều người, mình đã kể câu chuyện của cuộc đời mình, hay là mình nói cái chuyện đó nó như thế này này, ráng nhớ. Cho nên mỗi lần khi có ai đến, người ta dỗ dai hỏi gì tới cái chuyện đó, mình không biết lần trước mình nói với cái người này là nó không biết là cái bản nào nha, nó là 202 hay là 203, 2.0. Nhưng mà nếu chúng ta trước sau như một thì rất là tốt, phải không chị em? Cái nào mà thật từ đầu đến cuối thì nó gọn gàng. Tôi nhớ các mục sư ở trong nước nhắc nhở dạy dỗ các anh em của mình trong những ngày chính quyền chưa hiểu về người tin lành của chúng ta, có thể bị bắt, có thể bị điều tra. Nên các mục sư căn dặn con cái của Chúa khi viết xuống tất cả hay là nói cái gì đó, nói chuyện thật.
Tại vì người ta khi điều tra, người ta có một cái cách bỏ trong một cái phòng này, chúng ta nói những cái điều đó, họ đem qua một cái phòng khác, họ hỏi cùng một câu hỏi đó, mà họ so sánh cái trả lời chúng ta mà không giống nhau đó, là bỏ tù. Nên phải trước sau như một. Mà trước sau như một thì chỉ có sự thật. Thì mình khỏi phải nhớ. Tại vì nó là sự thật, thì mình lần nào cũng nói cùng một câu chuyện. Amen anh chị em. Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, tức là chúng ta sống một cách chân thật. Cái thứ hai nữa là lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, là chân lý. Hãy dùng nó để làm dây nịt lưng của chúng ta. Càng ăn nuốt lời của Chúa, chúng ta càng khỏe mạnh, chúng ta càng vững vàng trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Khí giới của chúng ta sẽ được giữ vững khi chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời và lẽ thật, khi chúng ta sống một đời sống chân thật. Cảm ơn Chúa. Anh em anh chị em. Cho nên đừng để lại cái gì, cũng đừng thêm thắt vào cái gì, mà hãy con sao nói vậy, chân thật từ đầu cho đến cuối, trước sau như một. Có một nói một, có hai nói hai. Đừng nói thêm, cũng đừng bớt. Đừng thổi phồng, cũng như là không có giảm thiếu. Đúng. Thì chúng ta thấy rằng đời sống nó gọn gàng lắm. Nhờ khen Chúa. Thứ năm, đôi chân phải được trang bị sẵn sàng đến từ tinh lành bình an. Chúng ta luôn luôn mang giày, sẵn sàng giảng tinh lành của Chúa làm giày dép. Nó có lợi ích lắm anh chị em. Người lính La Mã đi dép để bảo vệ chân và cho phép anh ta di chuyển một cách nhanh chóng. Cho lúc nhân chúng ta cần nhanh chóng di chuyển đến nơi Đức Chúa Trời muốn chúng ta phục vụ, để đem phúc âm cứu rỗi của Ngài đến cho nhiều người. Phải sẵn sàng mang giày dép, sẵn sàng giảng tin lành. Tôi kể cho anh chị em một vài câu chuyện để chúng ta nhớ cái điều này. Một ngày kia nhà tôi, anh ơi anh chạy ra chợ anh mua giùm em mấy cái món này. Thì nửa chừng nàng nhờ thì phải chạy đi liền. Thành ra tôi đi mà mang một cái đôi giày không có vớ, mặc quần đùi. Tại nghĩ hôm nay ngày thứ hai chắc không gặp ai. Lạ lùng ra tới chợ, gặp tất cả con cái của Chúa trong hội thánh, trong cùng một ngày đó, trong mấy phút đó. Tôi đi mà tôi cứ cảm thấy như mình còn thiếu cái gì đó. Thấy nó lạ lạ. Con cái của Chúa thì gặp mình nào là veston, là cái gì, quần dài, áo tay dài con này, mặc quần đùi, mà đôi dài chứ cũng không có nhớ nữa. Có chuyện vô cùng mà tôi ráng cố gắng tôi tránh, mà tránh qua cái lối này là gặp một con cái của Chúa hay là một người ở trong vùng. Ô chào mục sư Cánh. Dạ 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 chào. Tại qua cái chỗ khác gặp một người khác nữa. Và dường như là gặp cả thành phố này ở trong cái cửa tiệm đó. Cái đó là cái cảm giác của tôi hôm đó. Từ đó đến sau tôi quyết định mình phải bước ra đường sẵn sàng làm người giảng tin lành. Bởi vì người ta biết mình là mục sư rồi, người ta có cái tiêu chuẩn mà muốn nhìn thấy mình khác hơn. Cho nên tôi không rời nhà kể từ đó cho đến khi ít nhất là mặc cái quần dài thôi. Dài cũng có vớ đàng hoàng. Để có gặp thì mình có thể sẵn sàng để giảng tin lành của Chúa hơn là xin lỗi hôm nay. Mà nếu mà hôm đó mà đầu tóc nó không chảy nữa mà đội cái nón kết vô cho nó đè xuống lên chứ. Khi chúng ta biết mình bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào một cánh cửa cơ hội mà Chúa mở ra để giảng tin lành của Chúa, thì chúng ta sẽ cư xử cách khác hơn. Một lần khác, tham dự một cái cuộc đấu bóng của con gái của tôi, nó đang thi đấu với một cái đội khác. Cha mẹ thì chiêu hò cho con của mình, cho nên lớn tiếng la sùm hết. Tôi ngồi ở trên đó, vì một cái lý do nào đó hôm đó thì tôi cũng không có hò hét cái gì hết. Ngồi, có một người họ ngồi nhìn tôi kỹ một chút, cái nói, oh, người của Đức Chúa Trời, man of God. Lần trước tôi gặp ông, lời cầu nguyện của ông đã thay đổi cả cuộc đời của tôi. Cô nhắc đến cái biến cố ở tại đội cầu nguyện. Cô làm chứng ngắn lại thì tôi nhớ liền cái người phụ nữ này tôi đã cầu nguyện. Và cô kể lại, bây giờ tôi có gia đình đàng hoàng và con cái của tôi v.v. Cô kể, cảm ơn Chúa. Hồi nãy mà mình cũng chiêu hò con cái của mình la làng giống như những người khác, thì mất mặt vô cùng. Trong tấm lòng của người ta bao nhiêu năm nay tìm cách để gặp lại người của Đức Chúa Trời, mà gặp một cái thấy cái miệng của ổng thì không phải là người của Đức Chúa Trời chút nào thì tiêu rồi. Cảm ơn Chúa. Có những lần như vậy anh chị em. Cho nên nhà tôi thường hay nhắc tôi, cái văn phòng nha sĩ này biết anh là mục sư nha. Nếu họ có làm cái gì mà mình phải complain, complain đàng hoàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Cảm ơn Chúa. Có những lúc mình có thể mất bình tĩnh ở trong một cái giai đoạn nữa, nhưng mà biết là mình mang giày dép sẵn sàng để giảng tin lành, mình sẽ ăn nói lịch sự hơn. Mình không muốn đóng những cái cánh cửa mà Đức Chúa Trời có thể mở để chúng ta có thể làm chứng cho những người đó. Amen anh chị em. Cho nên mang dép sẵn sàng để giảng tin lành của Chúa luôn luôn thì sẽ giúp cho đời sống của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy cũng tốt, mà trước mặt những người xung quanh người ta cũng thấy cũng tốt. Cho nên nhớ điều này, mỗi lần chúng ta bước ra khỏi nhà là một cái cơ hội Đức Chúa Trời có thể giúp cho chúng ta cứu ai đó. Như tuần rồi tôi kể với anh chị em, đi chơi với Capistan mà Chúa cũng dùng để hướng dẫn ba người cầu nguyện tiếp nhận Chúa ở dưới bến tàu. Đi mua cua, mua tôm, và qua cái lời làm chứng và thương xót của Nhật, thấy những người mà trước đây cũng là bạn đi tàu đánh cá với mình, mà nghe tin rằng có những người họ chơi ma túy đến cái độ là họ không còn có cái cảm giác muốn thèm ăn nữa. Cho nên chết khô. Lúc mà chết đó thì chỉ còn bộ xương thôi.
lòng đau đớn về việc đó, mà cảm ơn Chúa, Chúa sắp đặt mọi việc. Đi ra đến cái chỗ đó, nhập giới thiệu, chúng tôi tiến vào và nhịp nhàng để hướng dẫn người ta cầu nguyện Thiên Chúa. Cảm ơn Chúa. Không nói cũng mặc đồ đàng hoàng, vì biết rằng mình phải sẵn sàng giày dép để giảng tin lành của Chúa mà. Anh em xem, chứ không thì lúc đó tôi cũng ngại. Nhật giới thiệu đây là một sư trưởng của tôi, là cái chỗ mà cuộc đời của tôi đã được thay đổi hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, quần áo cũng đàng hoàng. Sẵn sàng để giảng tin lành của Chúa là lợi lắm anh chị em. Amen. Chúng ta có bị cám dỗ gì chúng ta cũng nghĩ lại. Chúng ta có giận quá chúng ta cũng suy nghĩ đắn đo về lời nói của mình, vì mình đang là sứ giả của nước của Đức Chúa Trời, ngày sai phái mình đi ra sẵn sàng để mang giày dép, sẵn sàng để giảng tin lành của Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Có bao nhiêu người sẽ mang giày dép tin lành nè. Sẵn sàng để nói về Chúa bất cứ lúc nào. Đa phần là chúng ta nói về tin lành cứu rỗi của Chúa bằng đời sống của chúng ta. Rồi lúc cần chúng ta sẽ nói về lời sống của Đức Chúa Trời. Người ta phải nhận sứ giả trước khi người ta nhận sứ điệp. Amen. Anh để cho đời sống của chúng ta được người ta đón nhận. Ăn nói lịch sự, sẵn sàng để giảng tin lành của Chúa. Thứ sáu, thuận của đức tin. Chiến lược tấn công lớn nhất của Satan là mang lại sự sợ hãi và nản lòng. Cho nên chúng ta phải mang lấy cái thuận của đức tin của chúng ta. Chúng ta chiến thắng khi chúng ta bước đi trong đức tin và tất cả những gì chúng ta có và chúng ta là ai ở trong Đấng Christ. Chúng ta đã được Chúa ngài tha thứ hoàn toàn. Ma quỷ nó có nhắm chúng ta, nó bắn cái mũi tên đó thủng hay là cái khiên đức tin của chúng ta đón chặn những mũi tên lửa này của ma quỷ. Chúng ta được bảo vệ, chúng ta được an toàn. Thuận đức tin sẽ dập mọi mũi tên lửa, khiến cho chúng ta được bảo vệ trong ơn của Chúa. Và chúng ta cũng có thể bảo vệ những anh em của mình nữa. Quân đội La Mã nhiều ngàn năm trước mà chúng ta thấy rằng họ có những cái vũ khí này thật là tuyệt vời. Chúng ta xem những cuốn phim và chúng ta thấy rằng khi một đoàn lính của La Mã đang đi mà bị kẻ thù tấn công bằng cách là bắn mưa tên đó, tên mà nó rơi xuống như là mưa, thì họ lập tức tất cả những người đứng ở viền ngoài đưa cái thuẫn của mình để che chung quanh làm như một cái hình vuông đó. Những người ở bên trong đưa cái thuẫn của mình lên che trên đầu, thì chúng ta thấy giống như một chiếc xe thiết giáp, tên bắn vào không có lọt vào trong đó được. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta mang thuẫn đức tin và anh em của chúng ta trong hội thánh của Chúa đều mang thuẫn đức tin, chúng ta sẽ bảo vệ nhau được an toàn ở trong Chúa. Amen anh chị em. Cho nên công việc của các sứ đồ, của tiên tri, của người giảng tin lành, của mục sư và giáo sư là để giúp đỡ cho con cái của Chúa trưởng thành, để chúng ta không bị xô động theo chiều gió của đạo lạc là như vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đây, đến đây thì là những cái binh giáp để bảo vệ chúng ta. Bây giờ chúng ta cần cầm vũ khí lên. Ephesians chương 6 câu 17-18. Vậy hãy đội mũ của sự cứu rỗi, cầm sự cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh để đạt mục tiêu này. Hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Thứ nhất, chúng ta thấy tại đây bảo chúng ta đến gươm của Thánh Linh. Gươm Đức Thánh Linh có hai chức năng. Thứ nhất là để làm vũ khí phòng thân của chúng ta, để bảo vệ chúng ta. Gươm Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, sắc hơn gươm hai lưỡi. Chúng ta cần cầm thanh gươm của Thánh Linh như một vũ khí để phòng thủ, để chống lại các cuộc tấn công của ma quỷ khi nó tìm cách để bóp méo sự thật và để gài bẫy Cơ Đốc nhân. Ma quỷ nó sử dụng cái này thường lắm chứ, để cao cảnh giác. Vì lý do này chúng ta cần là người phải học lời của Đức Chúa Trời và hiểu biết chắc chắn về lẽ thật để chúng ta không bị lừa dối. Anh chị em nhớ điều này, chúng ta đang ở trong những thời kỳ gọi là rốt của cuối rốt. Satan đang giận quản và nó sẽ tung những cái chiêu trò tấn công của nó vào trong hội thánh của Chúa. Ngày hôm nay ở tại Việt Nam chúng ta nghe nhiều cái đạo giả, nó làm cho hội thánh của Chúa trong nước bị mang tiếng lây trong những ngày đầu khi có cái đạo gọi là Đức Chúa Trời Mẹ đó. Anh chị em có nhớ không? Hay là Chứng Nhân Jehovah hay là Mặc Môn vào và gây rất là nhiều sự khó khăn. Nhưng khi chúng ta hiểu lời của Đức Chúa Trời và biết lời của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không chấp nhận, bởi vì không có cái chuyện gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Mà cái bà này là trước đây là vợ của mục sư. Rồi một ngày nào đó ông đẻ ra một cái tính lý là bà là mẹ của hội thánh. Hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng ông khuyến khích mọi người xưng bà là Đức Chúa Trời Mẹ. Của An Sang Hồng đó, chúng ta biết rồi. Có những cái tôn giáo khác họ bắt đầu cũng nói mình là Cơ Đốc nhân, nhưng mà ảnh hưởng của Chứng Nhân Jehovah cho nên phủ nhận Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chỉ có một Đức Jehovah thôi, Đức Chúa Trời có một ngôi thôi. Nhưng mà cái nắm ghi lại cho chúng ta, nếu chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nói rằng cái đó là sai lạc, cái đó là tà giáo. Chúng ta vững vàng để chúng ta có thể nói một cách chắc chắn và chúng ta chống lại nó ở trong ơn của Chúa.
khi chúng ta biết lời của Chúa. Chúng ta nhớ ba lần khi Satan cám dỗ Đức Giê-xu thì Ngài đã đắc thắng nó bằng cách nào, anh chị em còn nhớ không? Để dùng lời của Đức Chúa Trời, Ngài nói rằng, nhưng có chắc rằng. Lời của Chúa đã chép như thế này. Ngươi trích và ngươi đã bẻ cong lời của Đức Chúa Trời, nhưng có chắc rằng. Ba lần Chúa Giê-xu Ngài đã bày tỏ sự đắc thắng khi Ngài nắm lời của Đức Chúa Trời một cách chắc chắn như vậy. Cảm ơn Chúa. Vì Satan có những cái chiêu như là đối diện với Đức Chúa Giê-xu thì nó phải bám sát theo lời Đức Chúa Trời sửa chút xíu thôi. Như chứng nhân Giê-hô-va, nó cũng bám lấy gần lời Đức Chúa Trời. Trong cả Kinh Thánh, nó chỉ sửa có một mẫu tử. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Cái chữ Theos đó ở trong tiếng Hy Lạp cũng vẫn là chữ Tê Hoa. Đức Chúa Trời trong tiếng Anh God mà chữ Giê-hô-va. Khi cái bản dịch gọi là của Tân Thế Giới, chúng chui vào và chúng sửa lại. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Và ngôi lời là một cái chữ dê thường của chữ God, có nghĩa là chỉ là một vị thần thôi. Chứ nó thôi đánh chém, mà nó đã gặt gẫm bao nhiêu triệu người trên thế giới này. Chúng ta phải cầm gương của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể đứng vững và chống lại mưu trước của ma quỷ. Amen. Gương của Đức Thánh Linh cũng là một cái thứ vũ khí để tấn công. Matthew chương 16, câu 18 đến 19, còn ta bảo con là Phi-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh của ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa của vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc ở dưới đất cũng sẽ được buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất thì cũng sẽ được mở trên trời. Cho nên các cửa âm phủ không thể nào thắng được sức tấn công của hội thánh của Chúa. Điều này có nghĩa là khi chúng ta là hội thánh của Chúa, chúng ta cầm gương của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chúng ta đánh vào ở trong những cái địa cứ, chúng ta đánh vào ở trong những căn cứ, những cái hầm ổ mà thế giới tối tăm đang cầm giữ người Việt của chúng ta, người thân thương của chúng ta, thì vũ khí là lời của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn đắc thắng. Cảm ơn Chúa. Vũ khí mạnh nhất của chiến trận thuộc linh của chúng ta là tinh lành quyền năng của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Lời cũng là một vũ khí tấn công mà chúng ta có thể tấn công vào các đồng lũy của ma quỷ. Lời của Chúa hứa với chúng ta, điều gì chúng ta buộc ở dưới đất thì cũng sẽ được buộc ở trên thiên đàng. Chúa Giê-xu không nói về thiên đàng nơi Ngài ngự trị đâu, mà Ngài nói đến heaven place, là các cái vùng ở trên chốn trên không mà các thần dữ ở các miền trên trời đang cai trị đó. Điều này có nghĩa là ở đây trên mặt đất này, chúng ta có thể cột trói ảnh hưởng của Satan và mở những thứ đã bị nó trói buộc ở trên đất này, và chúng ta truyền lệnh phải mở ra. Bởi vì Chúa Ngài hứa với chúng ta, những gì chúng ta là hội thánh của Chúa, những người có cùng một đức tin mà Phi-rơ vừa mới công bố, thì chúng ta được thẩm quyền. Cái gì chúng ta cột trói dưới đất này thì thiên đàng sẽ cột. Cái gì chúng ta mở dưới đất này thiên đàng cũng sẽ mở. Cảm ơn Chúa. Một minh họa để chúng ta có thể thấy điều này. Một nhóm cơ đốc nhân đang phục vụ giải cứu một cô gái bị quỷ cầm buộc. Khi họ cầu nguyện cho sự giải cứu của cô gái, một trong những con quỷ đã nói: các ngươi không có quyền ảnh hưởng gì trên đứa con gái này. Không thể giải cứu nó được, vì nó thuộc về chúng ta. Một số những tín nhân, tín hữu mới tin Chúa bị lung lay bởi điều này. Nhưng những người khác bắt đầu sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Họ nói chuyện với các quỷ bằng thẩm quyền, bằng cách sử dụng lời của Đức Chúa Trời và truyền khiến nó phải cút ra khỏi con người này. Ma quỷ, theo như Colossae chương 2 câu 15, Đấng Christ đã tước bỏ quyền lực của ngươi tại thập tự giá rồi. Bây giờ theo như Ephesos chương 1 chương 2, chúng ta đồng ngồi với Đấng Christ ở trong các nơi ở trên trời, trong quý quyền và trong mọi quyền lực. Chúng ta cột trói ngươi theo như Matthew chương 18 câu số 18, hãy thả cô gái này ra khỏi sự kìm kẹp của ngươi. Cảm ơn Chúa, đứng trên lời của Đức Chúa Trời và công bố như vậy. Cuối cùng quỷ nó nói biết rồi, bà cô này đã được sự tự do. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, lời của Đức Chúa Trời, gương của Đức Thánh Linh đem lại sự giải cứu. Khi chúng ta truyền giáo là chúng ta đem lại sự giải cứu này. Cảm ơn Chúa. Tin lành quyền phép của Chúa là vũ khí mạnh mẽ nhất. Bởi vì khi được giảng trong quyền năng của Chúa, trong sự sức giàu của Chúa, người giảng có thể vẽ lên ở trong tâm trí của người nghe một bức ảnh tuyệt vời. Họ có thể lớn lên từ một cái thân thế rất là nghèo hèn, được vẽ lên rằng trong Đức Chúa Jesus Christ, khi họ tiếp nhận Chúa, họ được chuyển vào để làm con cái của Đức Chúa Trời. Wow! Họ có những thiếu thốn ở trong đời sống, có thể lớn lên trong cái xứ đói nghèo. Người ta nói, người miền Trung của chúng tôi nghèo lắm một xứ. Đến cái tên cũng không có được ba chữ nữa, chỉ có hai chữ thôi. Chó thì ăn đá, mà gà ăn kẽm gai. Nó xưa nó nghèo đến như vậy đó. Nó khi hiểu được rằng ở trong Đức Chúa Jesus Christ bạn được giàu có vô cùng, vẽ lên trong tim, tâm trí của họ. Ồ, đây là tin vui.
Bạn xa cách Đức Chúa Trời, chết ở trong tội lỗi của mình, tu bao nhiêu kiếp cũng không thể nào đạt được. Nhưng mà trong Đức Chúa Jesus Christ, bởi sự cứu rỗi của Ngài, bạn lập tức được Chúa Ngài cho một địa vị trong nước của Đức Chúa Trời, được sống đời đời với Ngài. Cảm ơn Chúa. Bạn có thể ở trong một thân thể ốm đau bệnh hoạn, nhưng mà cứu Chúa Jesus Ngài đã trả giá bằng những lần đòn mà Chúa gánh chịu thay, để sự chữa lành có thể đến trên bạn. Để sao? Tin này vui à? Bạn đang bị áp bức, bị ma quỷ gây khổ đời sống của bạn, Đức Chúa Jesus Christ có thể giải phóng để bạn được tự do trong Ngài. Đây là tin vui. Khi chúng ta giảng tin lành quyền năng của Chúa, chúng ta đang vẽ lên trong tâm trí của người nghe một bức ảnh tuyệt vời của những gì Đức Chúa Jesus đã trên đường lên thập tự giá và tại thập giá đã dành lại cho chúng ta. Tin lành của Chúa tuyệt vời như vậy. Phải tin chứ. Nhưng chúng ta biết rằng ma quỷ nó có thể ngăn chặn. Và những người này, tổ tiên của họ đã có những khế ước, có những việc đã giữ họ. Như cái người con gái này, quỷ nó nói nó thuộc về ta mà. Mà có thể ông bà cha mẹ đã làm công việc đó. Có thể ông bà cha mẹ khi thấy cái đứa nhỏ nó sanh ra mà nó eo ọt, nó hay bệnh, cho nên đem cúng gửi. Nghe tên của nó đặt ra nghe hay quá, ông bà nghe tên của con nhỏ này thấy đẹp quá, cho nên về bắt đó. Nên con ta đang đẹp như vậy, đem bộ phận sinh dục đặt cái tên của đứa nhỏ cho người khuất mặt rồi đó, người chết rồi đó. Nghe nó xấu quá cũng muốn về bắt đó. Chúng thấy đau khổ như vậy. Ở trong cái văn hóa mà chúng ta thấy tên cũng không được đặt nữa, tên đẹp cũng không được đặt nữa, vì sợ ông bà thấy nhỏ này cái tên của nó đẹp nó về bắt nó đi. Ở trong cái sự đau khổ của cầm tỏa của ma quỷ như vậy. Nên cảm ơn Chúa, tin lành quyền năng của Chúa đến và chúng ta bứt phá được. Và cuối cùng thì chúng ta cột trói giả mạnh, chúng ta cướp của nhà của nó và chúng ta đem phân phối của cải của nó. Chúa Giêsu mang một hình ảnh để giúp đỡ cho chúng ta thấy ở đây rằng một người mạnh đang cầm binh khí trong tay, đang căng cửa nhà của nó, thì của cải của nó an toàn cho đến khi có một người mạnh hơn đến cột trói nó, rồi mới có thể cướp của nhà của nó được. Chúa Giêsu chính là đấng mạnh hơn. Satan nó đang cầm binh khí, nó đang giữ người của chúng ta tại một cái tỉnh đó, cùng một cái vùng đó, cùng một cái gia đình đó. Và của cải của nó cho đến khi đấng mạnh hơn bước vào thì nó được an toàn, nó thuộc về nó mà. Nên cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Ngài đã bước vào và Ngài là đấng mạnh hơn. Ngài cột trói Satan, Ngài cướp của nó. Cảm ơn Chúa, ngày xưa chúng ta được Satan cầm giữ vì chúng ta thuộc về nó. Nhưng Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài đã cột công việc của Satan, Ngài đã giải cứu chúng ta. Bây giờ Ngài muốn chúng ta làm đúng như vậy cho những hoàn cảnh khác, cho những con người khác. Anh chị em có thấy khải tượng và sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta không? Chúa muốn chúng ta làm những người đó. Chúa cho chúng ta thẩm quyền để bước vào trong hoàn cảnh chúng ta có thể cột trói kẻ mạnh, chúng ta cướp của nhà của nó, chúng ta phân phối của cải của nó. Đây một hình ảnh nên cho em thấy. Xin lỗi chị, tôi cứ thấy cầu nguyện cho chị điều gì. Ông sư ơi, bệnh của tôi thì nhiều lắm, tôi có thể kể một sư tới sáng luôn. Bắt đầu đau đầu nè, đau lưng nè, tiểu đêm nè, thận yếu nè, nhiều lắm, kể một sư là tới sáng luôn. Nhân danh Đức Chúa Jesus, đây là chuyện đang diễn ra trong tâm lòng. Ta cột trói người trong công việc này. Hãy linh của sự cay đắng, kẻ mạnh của sự hờn giận, im lặng ở tại đó. Bắt đầu cướp của nhà của nó. Nên tha thứ cho cái người làm cho mình bị tổn thương. Tha thứ đi, để mình được sự tự do. Nói sao một sư, lặp lại theo tôi. Con nhân danh Chúa, con phóng thích cái người làm khổ con. Cướp nhà của nó một phần. Còn cái cố chấp, hãy bỏ đi. Bằng lòng tha thứ, phóng thích những người đó. Người nói sao mục sư? Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, bởi ơn của Ngài tôi đã được tha thứ, nên tôi tha thứ cho những người đã làm tôi đau khổ. Cướp thêm một mớ của nó. Giống như một tin tướng, chúng ta vô chúng ta giải quyết những vấn đề, yểm trợ cho nó để nó có sức mạnh. Một tướng có 10.000 quân, chúng ta giết hết, lôi hết bao nhiêu binh sĩ của nó ra, rồi cuối cùng chúng ta nói rằng hết cả mặt, phải ra khỏi người này. Nó nói đi chứ, thì không còn lính gì để yểm trợ nó nữa. Người cay đắng, bị quỷ của sự cay đắng nó làm khổ người đó, mà khi được giải quyết thì kẻ mạnh nó không còn có sức để làm bất cứ một công việc gì nữa. Nó phải ra đi mà thôi. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta nhận biết. Gươm của Đức Thánh Linh là vũ khí để bảo vệ và vũ khí tấn công. Khi chúng ta sang cầu nguyện cũng giống như vậy. Cầu nguyện là một vũ khí tự vệ. Câu 18-20, hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện ngài xin mà cầu nguyện cho ở trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Cũng xin cầu nguyện cho tôi, để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp và tôi dặn dĩ công bố sự mầu nhiệm của tin lành. Vì tin lành ấy, tôi là sứ giả trong xiềng xích. Xin hãy cầu nguyện để tôi có thể dặn dĩ công bố tin lành ấy như tôi đáng phải nói. Cảm ơn Chúa. Chỉ trong quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể chống lại kẻ thù của chúng ta. Lời Chúa bảo chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi, như tôi sao luyện ca thứ nhất cho năm câu số 17.
Từ hồi thường lúc có những người họ đến hỏi tôi nói mục sư Khánh này, con biết mục sư là người cầu nguyện, thì mỗi ngày mục sư cầu nguyện bao nhiêu tiếng đồng hồ? Tôi nói rằng suốt ngày. Bởi vì tôi không bao giờ rời cái vị trí cầu nguyện. Bất cứ lúc nào hoàn cảnh cho phép thì giờ có thể là tôi trò chuyện với Ngài. Tôi giữ cái sự cầu nguyện là sự cầu nguyện không thôi. Cảm ơn Chúa. Trước đây thì chúng ta xài Internet thì chúng ta biết rằng nó bán cho chúng ta những cái gói có giới hạn. Và đến một lúc thì các công ty đường dây cáp, cable, nó bán cho chúng ta trọn gói. Ngày xưa tôi nhớ mỗi lần mà mình muốn nối mạng đó, thấy qua cái modem, bấm vô cái nó kêu tít 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 tít. Chờ một lúc lâu rồi nó mới nối được. Rồi mình xài xong mau mau đi ra, nó bị tính tiền. Mình cảm ơn Chúa đến một lúc chúng ta không cần phải tắt máy hay là ra khỏi modem nữa, bởi vì nó luôn luôn là 24/24. Trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa cho chúng ta trọn gói anh em. Amen. Bất cứ lúc nào Chúa bảo chúng ta khi có nhu cầu đến gần nguồn ân phước để nhận được ơn trong cái sự cần dùng, có những điều chúng ta cần kêu cầu, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ bỏ các những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Ngài gọi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cho nên luôn luôn có những lúc tôi đang lái xe nhìn qua phía nhà của tôi không có chuyện gì làm, không nói chuyện với mình, anh cầu nguyện với Chúa. Anh nói cái gì? Không, anh đang cầu nguyện. Luôn luôn ở trong tinh thần cầu nguyện, kể cho Chúa nghe những cái niềm vui, những cái nỗi buồn của mình và những gì mình đang cần Chúa ngài hướng dẫn, hoặc là có một nhu cầu, một gánh nặng nào đó mà Chúa để trong tấm lòng của mình, cầu nguyện không thôi. Hãy tỉnh thức luôn trong sự cầu nguyện. Chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong chiến trận mà ma quỷ nó có thể đưa sniper của nó bắn xẻ đó. Cho nên chúng ta phải luôn luôn ở trong tinh thần cầu nguyện, sơ hở một chút là nó có thể cho mình một mũi tên liền. Cho nên phải đề cao cảnh giác, phải tỉnh thức và luôn cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho tất cả các tín đồ. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm việc với nhau như một thân thể. Anh thấy cái chỗ nào yếu, cầu nguyện cho, thêm lời cầu nguyện cho. Cảm ơn Chúa. Khích lệ nhau, yểm trợ nhau trong sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện trong Thánh Linh. Đây là một cái đặc ân tuyệt vời mà Chúa cho chúng ta được. Thánh Linh, khi chúng ta bước vào cầu nguyện trong Thánh Linh, cầu nguyện trong tiếng mới, cầu nguyện trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì sẽ có những việc mà chúng ta không biết nói cái gì. Chúa lấy những tiếng thở than không thể nói ra được mà Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Anh chị em yêu, có những lúc mà tôi chỉ có thể cầu nguyện với Chúa như thế này. Cảm ơn Chúa Đức Thánh Linh, Ngài lấy cái tiếng thở than không nói ra được, không nói thành lời đó, Ngài cầu thay cho. Một lúc sau mình thấy tinh thần của mình được nâng đỡ lên, rồi con lại có thể đối diện với cuộc sống. Ngài khen Chúa. Cầu nguyện như một vũ khí tấn công. Đây là một phước hạnh mà Chúa đã dành ban cho chúng ta. Như tôi đã mô tả với anh chị em, hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện này, xin và cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Nhờ cầu nguyện mà chúng ta có thể chiến đấu chống lại các đồng lý của Satan. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa có thể chỉ ra cho chúng ta những khu vực, những ảnh hưởng của ma quỷ đối với các cá nhân, với các thành phố và thậm chí các quốc gia. Để rồi chúng ta có thể cầu nguyện cho họ. Qua lời cầu nguyện chúng ta có thể trói buộc những ảnh hưởng của ma quỷ và giải phóng những người ở khu vực đã bị giam cầm này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi ước gì con người biết và ghi chép xuống. Bởi vì những gì Chúa ngài cho chúng ta kinh nghiệm ở trong ngày hôm nay của Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam là Đức Chúa Trời ngài đang đổ một sự phục hưng mới cho Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta lui về, chúng ta sẽ thấy 2016, Đức Chúa Trời đã làm một công việc rất đặc biệt. Năm đó Chúa cho một diễn giả của chúng ta. Ông đã thay đồ ngủ, ngủ chung một phòng với một mục sư bạn của mình. Thấy và goodbye với nhau. Nhưng mà sáng thức dậy, ông mục sư kia thấy ông mục sư diễn giả này đang mặc đồ veston, đang suit đàng hoàng có thắt cà vạt. Ngài chạy xuống trong cái phòng cầu nguyện và chuẩn bị các buổi nhóm của các mục sư diễn giả. Hỏi mục sư Khánh, tuy hoa là gì? Tôi hỏi, tuy hoa? Phải tuy hoa không? Tuy hoa. Hôm tối hôm nay Đức Chúa Trời cho tôi đứng ở tại sông Đắk Răng, ở tại tuy hoa. Và tôi thấy ở trên dòng sông đó, máu đỏ ở trên dòng sông đó và thây của người chết ở trên đó. Chúa cho tôi đứng ở tại đó. Hỏi những điều này có ý nghĩa gì cho ông hay không? Người khen Chúa, Đức Chúa Trời ngài chỉ ra cho ông thì chúng ta phải thực hiện công việc này. Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi biết cái chìa khóa để Việt Nam của chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hưng, đó là chúng ta phải ăn năn và xin lỗi những người Cham, vì người Việt của chúng ta đã giết hầu hết họ. Bây giờ cả thế giới này chỉ còn có mấy trăm người Cham thôi.
Trên cái tiến trình 5 tiếng của Việt Nam, người Kinh của chúng ta, chúng ta đã tiêu diệt cả một cái văn hóa của người Chăm. Và tôi được biết rằng hàng năm họ vẫn còn có những ngày lễ hội của họ diễn lại cái vở kịch. Một cái ngày họ sẽ trả thù người Kinh của chúng ta. Và công việc của họ là sẽ làm như người Kinh của chúng ta đã làm cho tổ tiên của họ, là họ sẽ chặt đầu người Kinh của mình. Và hàng năm họ diễn lại cái vở kịch này, vì cái mối hận thù này vẫn còn ở trong họ. Tôi nói với mục sư Biswell rằng tôi biết về việc này. Tôi chạy vào trong buổi nhóm của chúng ta trong ngày hôm đó và tôi nói rằng có ai là dòng dõi của người Cham có mặt ở tại đây hay không? Vì người Kinh của chúng tôi phải đứng vào trong vị trí để xin lỗi quý vị. Có một người chạy lên và nói mục sư, em là cháu ngoại của người Cham. Được, có dòng máu ở trong là có thể đứng vào trong vị trí này. Và các mục sư người Kinh chúng tôi đã hạ mình, quỳ gối và xin lỗi, đặt mình vào trong vị trí của tổ tiên những người đi trước. Nhiều thế hệ trước chúng ta không có mặt ở tại đó, nhưng chúng ta biết như Daniel đã nhận tội của tổ phụ của mình. Xin đại diện của người Cham tha thứ cho người Kinh của chúng ta. Vì những đức gì Đức Chúa Trời đã đem một sự Biswell, cả thân thể lẫn tinh thần của mình, được gọi như Philip, đã được Chúa Ngài đem đi một cái nơi khác sau khi giúp đỡ cho quan quan người Ethiopia. Đứng ở tại bờ sông Tuy Hòa, tên thật của sông đó là sông Đắc Răng, thấy cái cảnh máu, nước như máu, và thi thể của người chết không có đầu. Việc đó giải quyết. Cảm ơn Chúa, tại Việt Nam có một gia đình của một tôi tớ của Chúa quan sát cái buổi nhóm, lập tức lên xe gắn máy chạy đến cái khu của người Cham và quỳ xuống trong nước mắt xin lỗi họ. Ngày hôm nay khi tiếng kêu của máu oan của những con người đã thấu lên với Đức Chúa Trời đó, đã được giải quyết. Và Việt Nam sẽ được phước và Việt Nam sẽ được cứu là như vậy đó anh chị em. Đây là một thể loại cầu nguyện. Và trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể cầu nguyện trong Thánh Linh. Và bởi ơn của Ngài, chúng ta sẽ thấy kết quả lớn như vậy trong ơn của Chúa. Hallelujah. Và nhiều điều nữa anh chị em, nó không phải là trùng hợp. 2016, mục sư Lý Hoài Bảo mời tôi về đó để giảng Tin Lành của Chúa cho Cà Mau. Khi về đến nơi, hỏi thăm ra thì mới biết rất là nhiều người chạy nạn xuống tận Cà Mau, họ là gốc người Cham. Sao Việt Nam không có chỗ nào Chúa lại sai tôi về Cà Mau? Thì mình được Chúa tin cậy, mình giải quyết được việc này ở trong linh giới, trong việc hàn gắn giữa hai chủng tộc. Chúa nghe cứu người Cham, cứu người Kinh, phước hạnh mà Chúa nghe ban cho. Lạy khen Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, Ephesos bắt đầu bằng ân điển và bình an, và cũng kết thúc bằng ân điển và bình an. Khi chúng ta đón nhận hồng ân của Chúa ban cho chúng ta, mặc dù chúng ta không xứng đáng, chúng ta sẽ bước vào và chúng ta sống trong sự bình an của Đức Chúa Trời. Nhưng để kết thúc, thưa Ephesos, Phaolô nói, để anh em cũng biết được hiện tại tôi ra sao và đang làm gì, thì Tychicơ, người anh em yêu dấu và là người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ thuật mọi sự cho anh em. Tôi phái anh ấy đến với anh em nhằm mục đích để anh em biết tình cảnh của chúng tôi ra sao, để khích lệ lòng anh em. Cầu xin sự bình an và tình yêu thương và đức tin từ Đức Chúa Cha và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ở với anh em. Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến chúng ta là Chúa Jesus Christ bằng tình yêu bất diệt của Ngài. Cảm ơn Chúa. Amen. Chúng ta bắt đầu được cứu bởi ân điển, rồi chúng ta sống trong sự bình an của Chúa. Trong sự bình an đó, sự sống của chúng ta được Chúa Ngài bồi đắp mạnh mẽ trong quyền năng, trong thẩm quyền, để chúng ta ra đi và giúp cho nhiều người nữa, để họ cũng có thể kinh nghiệm cùng cái phước hạnh ân điển và sự bình an của chúng ta. Và do đó mà Tin Lành của Chúa được lan tỏa. Nó quý đến độ sứ đồ Phaolô, ông kể ông làm cái người được vinh dự để bị bắt bỏ tù ở trong dòng xiềng xích, là bởi vì ông đem giảng Tin Lành của Chúa cho những người không phải là Do Thái. Vì Tin Lành này quá quý, chương trình của Đức Chúa Trời quá tuyệt vời. Khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ nói như Phaolô, nếu tôi không giảng về Tin Lành của Chúa thì không khó cho tôi thay. Amen anh chị em. Xin Ngài ban ơn để như vậy chúng ta học được, chúng ta được gây dựng, đức tin chúng ta được vững vàng, và chúng ta cùng nhau hết lòng mở màn đạo của Chúa. Tin Lành của Chúa phải tiếp tục được rao giảng ra cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Trong đó có người thân của chúng ta, có gia tộc của chúng ta, có dân tộc của chúng ta. Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng ta để chúng ta sẽ đem lại Tin Lành của Chúa đến với họ. Khi chúng ta trước nhất biết, nhận biết mình là ai và mình có cái gì ở trong Đấng Christ, rồi mình đem cái phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho trong thẩm quyền đó, mình giải quyết những vấn đề cần phải giải quyết, để rồi mình có thể được Chúa Ngài sử dụng và kết quả trong ơn của Chúa. Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta được giảng hòa với Chúa, giảng hòa với nhau. Người Do Thái được giảng hòa với những người không phải Do Thái và trở nên một trong Đấng Christ. Giữa mục sư với tín đồ được giảng hòa và hiệp một ở trong Chúa.
vợ chồng được giảng hòa và hiệp một trong Chúa, cha mẹ con cái với cha mẹ được hiệp một ở trong Chúa, chủ tớ được trở nên một hiệp một ở trong Chúa vì Đức Giêsu Christ đem lại sự hòa bình giảng hòa này rồi. Lúc bây giờ chúng ta mạnh mẽ vô cùng để chúng ta có thể chuyển giao tin lành của Chúa đến cho tất cả mọi người cần nghe. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta bởi lời của ngài để chúng ta vững vàng. Cảm ơn Chúa và xin mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Mỗi người trong chúng ta thấy bởi ơn của Chúa, Đức Thánh Linh đã cậy miệng của tôi để vẽ lên trong anh em kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu dân tộc của chúng ta, để cứu gia đình của chúng ta, gia tộc của chúng ta. Hãy đón nhận, chấm dứt tình trạng chúng ta ngồi yên một chỗ trong nhà thờ, nghe đi nghe lại về sứ điệp cứu rỗi của Chúa bao nhiêu trăm lần, nếu không nói là cả ngàn lần rồi, và trong khi đó có những người chưa bao giờ được nghe. Đó là một sự bất công chúng ta không thể chấp nhận được nữa. Đêm đã khuya, ngày hầu đến, cầu nguyện xin Chúa ngài dấy chúng ta lên trong ơn của ngài. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện, tôi được Chúa nhắc nhở tin lành của Chúa tuyệt vời như vậy. Nếu ai có mặt ở đây nhưng chưa bao giờ tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Chúa và Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa và chủ của đời sống của mình, chúng tôi muốn giúp đỡ quý vị và các bạn làm công việc đó. Không phải theo đạo tin lành, nhưng mà là tiếp nhận tin vui của Chúa về những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình. Nếu ai đó muốn thực hiện công việc này, xin tiến lên phía trước và chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị để cầu nguyện. Hội thánh chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn ngài vì địa vị mới của chúng con trong Chúa. Xin giúp đỡ để không ai trong chúng con quên địa vị này, luôn cả trước cái sự tấn công của ma quỷ và trong tâm trí và trong tấm lòng của chúng con. Chúng con có thể chắc chắn và có thể trả lời với nó rằng tội của chúng con đã được rửa trong huyết của Đức Giêsu. Chúng con đã được dựng nên mới ở trong ngài. Chúng con là một thế hệ mới bởi tin lành cứu rỗi của ngài. Chúa tạo nên một thế hệ mới ở trong Đức Giêsu Christ. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng con làm con trai con gái của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con có một phần gia tài lớn lao. Chúng con được đồng ngồi với Đức Christ trong quyền cai trị. Ngài khen Chúa. Ngài khen Chúa. Xin giúp đỡ để chúng con đội mũ này mỗi ngày. Không một điều gì ma quỷ có thể chọc thủng, nhồi nhét vào trong tâm trí của chúng con, để chúng con nhận biết mình là ai trong Chúa, để chúng con mạnh mẽ, chúng con vững vàng ở trong ơn của ngài. Lạy Chúa, sai phái mỗi chúng con từ đây, khi chúng con bằng lòng sẵn sàng mang giày dép giảng tin lành của Chúa, để Chúa nhiều thầy sai phái chúng con bước qua người láng giềng đến với người cùng sở làm của chúng con ở trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa. Có ai muốn đáp ứng lại với sứ điệp của Chúa trong thời gian này và hứa nguyện rằng con ngày nào con cũng sẵn sàng mang giày dép giảng tin lành của Chúa? Anh chị em có thể đưa tay lên, tôi biết và tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Chúa ngài giá ơn và đặc biệt. Cảm ơn Chúa vì những bàn tay đang đưa lên. Lại Chúa ngài thấy những bàn tay này, xin sức dầu, xin mở cửa cơ hội để chúng con đã sẵn lòng nói rồi, Chúa giúp cho chúng con gặp những người sẵn sàng nghe để tin lành của Chúa được rao giảng và nhiều người sẽ được cứu trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa về chương trình cứu rỗi của Chúa và công việc của Đức Chúa Trời đang tập trung vào người Việt Nam của chúng con. Cảm ơn Chúa lời cầu nguyện của các thánh đồ trải qua bao nhiêu thập niên qua, dâng lên Chúa về chén của lời cầu nguyện của các thánh đồ đã đầy. Và Chúa ngài đã phê chuẩn và đang đổ ngược xuống cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho chúng con được một chỗ trong chương trình tuyệt vời của ngài, để chúng con sẽ thấy nhiều người Việt Nam được cứu xuyên qua cuộc đời của chúng con, qua chức vụ của chúng con, qua hậu thánh của Chúa tại đây. Chúng con ngợi khen ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho quý mạng cho em. Và cảm ơn của Chúa, chúng tôi sẽ nán lại đây để cầu nguyện cho người muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, cũng như những người có nhu cầu cần được cầu nguyện. Hội thánh sẽ gặp lại quý mạng cho em. Chúng ta cầu nguyện cho để Chủ nhật tuần tới một sư Sam sẽ trở lại và chia sẻ lời Chúa với hội thánh khi tôi đi vắng. Chúng tôi chỉ vắng một Chủ nhật thôi rồi sẽ gặp lại anh chị em. Nên xin nhớ đến và cầu nguyện cho hội thánh cũng như Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta nhớ đến nhau trong sự cầu nguyện, trong ơn của Chúa. Hallelujah. Hẹn gặp lại quý vị. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.